Tin tức thời tiết hôm nay ngày 17 tháng 7 năm 2023, bão số 1 giật cấp 15 di chuyển ra sao? Tin tức thời tiết hôm nay ngày 17 tháng 7 năm 2023, theo dự báo, cơn bão số 1, bão Talim, với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15 sẽ đổ bộ vào miền Bắc vào chiều ngày 18 tháng 7. Tin tức thời tiết hôm nay ngày 17 tháng 7 năm 2023, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng 4 giờ ngày 17 tháng 7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 20 độ Vĩ Bắc, 113,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 11, cấp 12, 103 đến 133 km/h, giật cấp 15. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h đến khoảng 1 giờ ngày 18 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 109,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía tây bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 210 km về phía đông, đông nam, cách Hải Phòng khoảng 310 km về phía đông, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15. Đến 13 giờ ngày 18 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông, trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12 và có khả năng suy yếu. Trong 12 giờ tiếp theo, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây, Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 km, có vị trí trên đất liền khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ và tiếp tục suy yếu. Do ảnh hưởng của bão số 1, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, sau tăng lên cấp 12, giật cấp 15. Biến động dữ dội, từ khoảng chiều ngày 17.7, Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm hát đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 11, giật cấp 14. Biến động dữ dội, từ đêm ngày 17 tháng 7 đến ngày 20.7, ở khu vực Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị. Mưa lớn xảy ra sau nhiều ngày mưa dông và nắng nóng kéo dài 10 ngày qua kết hợp mưa trong những ngày tới khiến nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cũng tăng cao từ ngày 18 tháng 7 ở khu vực Bắc Bộ, trong đó nguy cơ cao tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái. Dưới đây là tin tức thời tiết ngày 17 tháng 7 năm 2023 từng vùng trên cả nước. Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, Đông Bắc Bộ. Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, 3, từ gần sáng ngày mai gió mạnh dần lên cấp 3, 4, riêng vùng ven biển khu vực từ Quảng Ninh đến Nam Định mạnh dần lên cấp 6, 7, giật cấp 9. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C. Có nơi trên 37 độ C, Thanh Hóa, Thừa Thiên, Huế. Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, Đà Nẵng đến Bình Thuận. Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, riêng phía Bắc có nơi trên 35 độ C. Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa vừa, mưa to,
có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, Nam Bộ. Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2, 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C, Hà Nội. Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và dông vài nơi, từ gần sáng ngày mai có mưa vừa, mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, 3, từ gần sáng ngày mai gió mạnh dần lên cấp 3, 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.